Vâng, xin được mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn cách mở nắp lọ thuốc ngoại có khóa chống trẻ em. Cho những quý vị và các bạn nào chưa biết hoặc loay hoay mở không đúng cách, trên đây là những loại thuốc biệt dược không dành cho trẻ em, cho nên nắp của chúng được thiết kế khóa để chống trẻ em có thể mở ra một cách dễ dàng. Nhưng đối với nhiều người chưa biết, mở ra một cách cũng khá khó khăn quý vị ạ. Sau đây tôi xin giới thiệu cách mở nắp lọ thuốc kiểu này một cách nhẹ nhàng, dễ dàng. Đây, trên nắp các lọ thuốc đều ghi dòng chữ tiếng Anh hướng dẫn cách mở. Push down and turn, có nghĩa là bấm xuống và xoay. Nhưng chúng ta bấm xuống như thế nào? Chúng ta dùng hai tay ấn nắp và lọ thuốc sát vào nhau, sau đó chúng ta xoay nhẹ. Khi chúng ta thấy có cảm giác êm nhẹ là ok. Nhưng chúng ta không được kéo nắp lọ thuốc ra ngay, mà chúng ta phải xoay thêm khoảng một vòng tròn nữa quý vị nhé. Đây, tôi xoay thêm một vòng tròn nữa. Rồi quý vị thấy nắp lọ thuốc tự rời ra. Đấy. Rất đơn giản phải không quý vị? Và đậy vào thì chúng ta cũng làm ngược lại. Chúng ta cũng ấn vào và xoay. Đến khi nắp chặt là ok. Ấn, xoay nhẹ nhàng. Ok, xoáy ra đến khi nào nắp rời khỏi lọ thuốc là ok. Lắp vào, chúng ta làm ngược lại. Ok, ấn, xoay êm, xoáy tiếp đến khi nắp lọ thuốc rời ra. Ok, rất đơn giản, nhẹ nhàng phải không quý vị? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.